cuốn sách thứ ba trong cái bộ cuốn sách diện chẩn căn bản ấy, là cuốn ẩm thực dưỡng sinh. Thì cái ẩm thực dưỡng sinh này nó hỗ trợ cho chúng ta khi mà chữa cho bệnh nhân bằng diện chẩn ấy, thì mình hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách ăn uống đúng phép. Tại vì theo như thầy Bùi Quốc Châu, tác giả của cuốn sách ẩm thực này, thì thầy nói rằng thì bệnh là do từ miệng mà vào. Thì cái nhà thuốc tốt nhất ấy, chính là nhà bếp, phải không bạn? Và cái giường bệnh đắt nhất ấy, cái nơi đắt nhất ấy, là cái giường bệnh đó. Thế thì trong cái cuốn sách này ấy, thầy có trình bày cái cách ăn uống phải cho phải phép của người Việt. Có rất nhiều các tác giả trên thế giới đã viết về cái ẩm thực. Tuy nhiên thì cái sách do tác giả của người Việt Nam viết cho người Việt Nam thì rất là hiếm hoi. Thì cuốn sách ẩm thực dưỡng sinh này thực sự nó giúp cho chúng ta rất là nhiều kiến thức. Trong cuốn sách này thầy có trình bày về cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam, rồi Vina hay là ẩm thực dưỡng sinh theo lối Việt Nam, dưỡng sinh bằng cách ăn uống đúng phép. Rồi thầy có đưa ra các cảnh báo về một số thức uống, thức ăn công nghiệp thời mới, ví dụ nước ngọt công nghiệp, nước tăng lực, thức ăn nhanh. Rồi thầy có trình bày các món về trứng, món ăn có nguy cơ, cà phê sữa ngon nhưng độc, nước sâm mát nhưng hại, và tác hại khô đường của bột ngọt. Và thầy có trình bày cái bảng hướng dẫn chung về cái cách phòng và trị bệnh bằng thức ăn, bảng sử dụng nhiều và thường xuyên, cách thức ăn và uống, những bệnh thường gặp khi sinh hoạt sai lầm, và hướng dẫn cách ăn uống theo nguyên tắc âm dương, và ba loại thuốc quý cho đồng bào. Thì ba cái loại thuốc quý này là mình rất là thấy là rất là hay và rất hay dùng. Ví dụ cái món thứ nhất là món tác nghệ mật ong, nghệ cộng với là trồng đỏ, hột gà và mật ong. Đó, thì cái món này giúp cho những người huyết áp thấp, thiếu máu, và chữa nó rất là nhiều bệnh theo cái bảng liệt kê ở này. Và những cái người bệnh nặng, những người ung thư, những người giai đoạn cuối, thì nhiều người đã báo cáo với thầy là dùng cái bài thuốc của thầy, người ta đã dần dần người ta khắc phục được, và người ta cũng đã trở lại trạng thái cân bằng. Thì cách pha chế và cách dùng là thầy có trình bày rõ trong cái cuốn sách này. Thực sự đây là một cái cuốn sách mà có cái bài thuốc quý này do thầy chế ra, nó rất là hiệu nghiệm. Đó. Rồi cái bài toa âm dương thang nữa các bạn ạ, thì các bạn có thể tìm đọc trong cuốn sách này. Toa âm dương thang, rồi toa tắc nghệ mật ong, rồi bài lòng đỏ trứng gà, tất cả có trình bày ở đây. Thì thực sự là để thay đổi về lối tư duy ấy, thì các bạn nên đọc ở đây. Ví dụ nhiều người cứ nghĩ là nước chanh, nước cam là tốt, nhưng mà thực ra không phải. Nếu mà huyết áp thấp, ngồi điều hòa suốt ngày lại uống nước chanh, uống nước cam mãi thì muôn đời huyết áp thấp thôi. Mà huyết áp thấp gây ra nhiều bệnh, thiếu máu não, rồi gây ra hoa mắt, chóng mặt, rồi gây ra mệt mỏi, buồn chán. Đó. Thế thì mình phải điều chỉnh cách ăn uống thôi. Nếu huyết áp cao mà suốt ngày lại uống coca, lại uống rượu, lại ăn sầu riêng thì rất là nguy hiểm. Đó, thì tất cả thầy đã trình bày trong cuốn sách này, các bạn nên đọc.